Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một hãng giấy nốt của Bao Ke ha. Thương hiệu này thường rất phổ biến trong văn phòng hay là trường học, các bạn vẫn hay dùng ha. Giấy nốt này mã hiệu của nó là TZ2005 với 102 nhân cho 76mm ha. Mọi người có thể thấy là giấy nốt này chúng ta có 4 màu. Thường dân văn phòng người ta sẽ nói đây là bộ giấy 3x4 ha. Độ dày 90g ha mọi người. Độ dày này có thể bám chữ và chữ của một viết nên nó sẽ nổi bật hơn và giữ được lâu hơn, không bị phai màu ha. Bốn màu cơ bản nhất mà chúng ta có thể thường thấy, nó rất là bắt mắt, nổi bật và bắt mắt và dễ nhìn ha. Nó có màu xanh lá, xanh dương và màu hồng và màu vàng các bạn. Một sắp giấy này thường sẽ là tới 100 tờ, mỗi màu của nó sẽ 25 tờ ha. Độ thường thì những giấy nốt tốt đó chúng ta có thể thấy là độ bám keo của nó sẽ vừa phải và không quá chắc hay là để làm mất đi những cái bệt giấy ở trên đây ha. Chúng ta có thể gỡ ra mà nó rất là mịn màng, lớp keo rất mịn màng trong sau bị dính giấy. Có thể viết lên bằng bút chì hay bút mực, bất kỳ loại bút nào ha, nó vẫn làm tôn lên và nổi bật được cái nét chữ của mình. Chúng ta có thể dán lên được các bề mặt luôn ha, chúng ta có thể dán lên được nhựa hay là các ly nước, hay là có thể dán lên bàn, máy tính, dán lên sách được nữa.